Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, chặng đường 25 năm phát triển và không ngừng vươn xa. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập vào năm 1997 và chính thức đi vào hoạt động năm 1998, đã thực sự trở thành một địa chỉ văn hóa không thể thiếu của người dân thủ đô và cả nước. Mọi biến đổi, thăng trầm của lịch sử đều tác động tới sự phát triển và tồn tại của điện ảnh, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người Việt Nam. Trong 25 năm qua, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xã hội, hợp tác quốc tế, điều tra xã hội học về nhu cầu khán giả để phục vụ cho công tác định hướng phát triển ngành điện ảnh, trưng bày điện ảnh, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và phục vụ khán giả. Cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trong suốt 25 năm qua, không ngừng xây dựng chất lượng toàn diện, nâng cao năng lực chuyên môn theo chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa khác biệt, độc đáo. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của trung tâm nói riêng. Lượng khách giảm đáng kể, doanh thu sụt đến 60-70%. Tuy vậy, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khán giả, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn luôn nỗ lực, cố gắng duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khán giả. Ngày nay, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội được tốt hơn và để đáp ứng nhu cầu xem phim ngày càng cao của khán giả, trung tâm đã không ngừng nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Trung tâm đã thực hiện việc cải tạo nâng cấp 8 phòng chiếu mới và khu dịch vụ chất lượng cao, nâng tổng số phòng chiếu lên đến 14 phòng, chiếu được cả hai định dạng 2D và 3D, trở thành một trong những cụm rạp có phòng chiếu lớn nhất và hiện đại nhất cả nước. Đồng thời, trung tâm cũng trang bị hệ thống chiếu phim số laser 4K, hệ thống âm thanh mới cho hai phòng chiếu lớn. Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo lộ trình của dự án. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cơ sở 2 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ sở 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm phát triển thành cụm rạp hiện đại, đáp ứng nhu cầu cao của khán giả yêu điện ảnh, việc mạnh tay đầu tư cơ sở hạ tầng theo chuẩn bậc nhất thế giới là nỗ lực từng ngày của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Về công tác đối ngoại, các liên hoan phim, tuần phim quốc tế tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đều rất chuyên nghiệp, trang trọng, được bạn bè quốc tế tín nhiệm. Các tuần phim, đợt phim trong nước được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Chương trình chiếu phim hoạt hình Việt Nam miễn phí cho các cháu thiếu nhi năm 2022 với nhiều bộ phim mới hấp dẫn đã đem đến nhiều thích thú cho khán giả. Trung tâm luôn đề cao việc huấn luyện đội ngũ phục vụ văn minh, lịch sự, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ 4.0 vào các công việc hàng ngày để tăng cường công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả. Công tác marketing, điều tra xã hội học, chăm sóc khán giả qua các kênh mạng xã hội ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp hơn, triển khai tốt hoạt động xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại trung tâm luôn được bảo trì, bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên. Trung tâm luôn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tập huấn và nâng cao ý thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tháng 9 năm 2020, việc ra mắt khu dịch vụ tại tầng 1 hay còn gọi là City Food có diện tích hơn 800m² với nhiều diện tích, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của khán giả đến với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Đặc biệt là các bạn trẻ yêu ẩm thực và phong cách. Với thiết kế hiện đại, mang hơi hướng Singapore phóng khoáng, City Food tạo nên sự mới mẻ, trẻ trung, phù hợp với phần đông khán giả, nổi bật với thực đơn đa dạng 200 món. Phong cách ẩm thực City Food mang đến cho thực khách cơ hội trải nghiệm hương vị nổi bật của các nước Nhật, Thái, Hàn và các món ăn đặc sản từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Nếu không có sự đồng hành và ủng hộ từ các bộ, sở ban ngành, đoàn thể, hiệp hội của Trung ương và các khán giả, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ không có được thành quả phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Được các cơ quan nhà nước tin tưởng, được các khán giả, cộng đồng xã hội yêu mến. Kỷ niệm 25 năm thành lập là cột mốc quan trọng để cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng nhau bước sang một thời kỳ mới, giai đoạn mới với quyết tâm cao, hướng đến xây dựng năng lực vượt trội, cung cấp sản phẩm điện ảnh chất lượng và dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, đem lại những giá trị thiết thực cho khán giả và cộng đồng. Đem lại những giá trị thiết thực cho khán giả và cộng đồng.